Thưa quý vị và các bạn, chúng ta sẽ đến với những diễn biến của bóng đá phong trào tại thành phố Hồ Chí Minh. Ở thể thao đỉnh cao nói chung hay bóng đá nói riêng, là những môn thể thao mang tính đối kháng cao thì việc gặp chấn thương trong quá trình thi đấu hay tập luyện là điều không thể tránh khỏi. Thế nhưng có những giải đấu mang tính nghiệp dư, những sân chơi phong trào hay kể cả những buổi thi đấu tập luyện với nhau tại mặt sân cỏ nhân tạo thì cũng đã có những trường hợp chấn thương xảy ra một cách rất đáng tiếc. Phần lớn những chấn thương này chính là do ý thức của các vận động viên cũng như là những người chơi thể thao, và bên cạnh đó là do họ gần như là qua loa trong cái việc mà khởi động trước trận đấu, hay đôi khi chính sự thi đấu rất là hăng say, không ngại va chạm đã dẫn đến những chấn thương rất là đáng tiếc. Nhận thấy tình hình đó thì cộng đồng Futsal Sài Gòn đã triển khai dự án truyền tải thông điệp nghĩ đúng chơi đúng đến những người chơi futsal phong trào trong thành phố, và vừa qua thì dự án này đã chính thức được khởi động và thông qua một giải futsal sinh viên Sài Gòn là thứ nhất năm 2014. Quy tụ 24 đội bóng là tập hợp các bạn học sinh, sinh viên đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trên địa bàn thành phố. Giải Futsal Sinh viên Sài Gòn mùa 1 năm 2014 do cộng đồng Futsal Sài Gòn phối hợp với Liên hợp Thể thao Trường Hải tổ chức đã khởi tranh cuối tuần qua. Bên cạnh ý nghĩa tạo sân chơi thể thao lành mạnh, tăng cường giao lưu, học hỏi giữa các bạn trẻ đam mê futsal trên địa bàn thành phố, giải đấu còn mong muốn phát động phong trào chơi bóng có ý thức đến cộng đồng với tên gọi Nghĩ đúng chơi đúng, nhằm giúp người chơi bóng nâng cao ý thức về tinh thần thể thao cao thượng, tránh được những va chạm không đáng có, những chấn thương đáng tiếc trong tập luyện và thi đấu. Xuất phát từ cái mong muốn được tạo ra một cái sân chơi dễ dàng nhất và thuận lợi nhất cho các bạn sinh viên được thi đấu và có tổ chức và chơi fair play, thì cộng đồng Futsal Sài Gòn kết hợp với khu liên hợp thể thao Trường Hải tổ chức giải đấu mang tên là giải bóng đá sinh viên Sài Gòn, hay còn gọi là SV-League. Cái thông điệp mà ban tổ chức muốn đem đến cho cái giải đấu này đó là chúng ta cần thi đấu tôn trọng đối thủ cũng như là tôn trọng chính bản thân mình. Vì phần lớn các cầu thủ thi đấu phong trào hiện nay ấy, là chưa hiểu luật futsal lắm, do đó dẫn đến những cái va chạm không đáng có, những cái chấn thương không đáng có. Do đó ban tổ chức muốn thông qua giải đấu này truyền đến cho các bạn một cái thông điệp là thinking and playing right. Tâm lý chủ quan, chỉ khởi động qua loa của người chơi trước khi bước vào tập luyện hay thi đấu là một trong những nguyên nhân chính dẫn đến các chấn thương thường gặp như chấn thương mắt cá, chấn thương cơ. Nguy hiểm hơn, khi có va chạm mạnh xảy ra, việc không khởi động kỹ cũng dễ khiến người chơi gặp phải những tai nạn nguy hiểm như gãy xương, trật khớp xương. Chính vì thế, trước mỗi trận đấu tại giải Futsal Sinh viên Sài Gòn, bộ phận trọng tài luôn yêu cầu nhắc nhở các cầu thủ khởi động thật kỹ lưỡng, bài bản cũng như nhấn mạnh về tinh thần thể thao thượng võ trước khi bước vào thi đấu. Mình nghĩ là đây là một cái sân chơi nhưng mà nó mang một cái ý nghĩa nó khác với lại các sân chơi khác, tức là các bạn sinh viên được giao lưu với nhau, không có nhất thiết là phải cùng một trường mà là các bạn có bạn ở nhiều trường thì tập hợp thành một cái đội nhóm để mình có cơ hội mình giao lưu với nhau. Chính vì cái tính, dĩ nhiên một giải đấu nó cũng có tính cạnh tranh, nhưng mà do các mối quan hệ của các bạn ở nhiều trường thì cũng là bạn bè, và cái mục đích chính theo như mình biết thì các bạn muốn là có một cái sân chơi để mình thể hiện cái tài năng, chứ không phải là cạnh tranh quyết liệt để dẫn đến những cái ví dụ như về cái tai nạn khi mà chơi bóng. Có lẽ là chủ yếu tinh thần, chủ yếu là tham gia và học hỏi là nhiều, chứ không phải mang cái tính cạnh tranh cao, nên là có thể là sẽ không có những cái tai nạn mà nó xảy ra. Trong bóng đá thì những va chạm là không thể là không có, nhưng mà quan trọng là ý thức của mọi người, và vậy như là cái đầu thì phải giữ luôn được cái đầu lạnh trong mình, và phải luôn nghĩ là đá bóng là đam mê chứ không phải là một sàn đấu, nên các bạn nên phải kìm hãm lại và dịu lại đi những cái pha tranh chấp đó và tập trung vào đá, chứ không nên trả thù lại đối thủ của mình. Một điểm đặc biệt nữa ở giải Futsal Sinh viên Sài Gòn chính là việc mỗi đội bóng đăng ký thi đấu có thể quy tụ sinh viên đến từ các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp khác nhau trên địa bàn thành phố. Chính điều này đã làm gia tăng hơn nữa tính giao lưu, đoàn kết giữa những bạn sinh viên đam mê futsal, làm cơ sở để giải đấu tiếp tục được duy trì và mở rộng quy mô trong những năm tiếp theo.